bao bạn nó người quanh ôm cô nắm tê nhớ qua mặt ra mưa nó chớ mua âu không ai chỉ mưa hương tôi mồ chỉ đầy hoa
cưới tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta rồi. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau, hãy cùng nhau nhanh chân dồn bước vào trong hôn trường cưới của đôi bạn trẻ chúng ta đi ạ. Và toàn thể quý vị, chúng ta đang ngồi trong khán phòng cưới hạnh phúc rồi. Xin chào kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau, hãy cùng nhau ngồi thư thái thoải mái dùng cơm bầu rượu và cùng nhau hướng mắt lên sân khấu tình yêu, tương nhất chào đón diện diện của cặp đôi nương hạnh phúc nhất, dạng ấy nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đây quý vị nha. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Kính chào cô dâu hiền xinh đẹp, chú rể Thảo tài ba. Kính chào quan viên hai họ gần xa và đặc biệt là quan viên gia đình họ nhà trai đã cùng hội tụ đông đủ về đây tại bản Lọng Đán, xã Triềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La để tham dự lễ thành hôn của chú rể Đức Mạnh và cô dâu Mai Sương. Và lời nói đầu tiên cho phép Kim Dung và Cà Lanh thay mặt cho những người làm chương trình đã lời cho cô dâu chú rể đại diện cho gia đình hai bên xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, thật đúng là ngày hôm nay đây, toàn thể quý vị chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng nhau trở về với quê hương bản Lọng Đán, xã Triềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La là để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Đôi bên hai họ ta cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng, chúc cho đôi lứa sum vầy, trà xanh thuốc lá hương bay, cho năm đôi bạn đẹp ngày kết duyên. Dạ vâng, cô dâu Mai Sương của chúng ta thì xinh xinh và đẹp tuyệt vời, xanh xuyên bên chú rể Đức Mạnh, xứng đôi vợ chồng đúng là. Và ngày giây phút ở đây cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng ánh mắt của mình ra phía cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình. Tôi cũng nhất chào đón diện diện của cặp đôi nương dạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Đức Mạnh, cô dâu Mai Sương. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Hồng thắp được từ đây lễ chào duyên mới. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn cho cô dâu chú rể của chúng ta đây nào quý vị ơi. Dạ vâng, và quả đúng thật là cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay thoáng nhìn ai cũng biết ngay chẳng nhầm. Cô dâu thì áo trắng má hồng, bên ngoài e thẹt nhưng trong lòng sướng vui. Chú rể thì trông thật là tươi, quần đen áo trắng, mặt cười như hoa. Và trên sân khấu tình yêu lúc này đây chính là đôi bạn trẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất và dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Đức Mạnh và cô dâu Mai Sương. Và để thay cho tấm chân tình gửi tới toàn thể quý vị, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng cúi đầu một cái thật sâu để thay cho lời chào, lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa thị thân mến, thật đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ đúng không ạ? Chính bởi lẽ đó, về giây phút ở đây, cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu tình yêu, để cùng nhau diện kiến tới toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, về phía phái đoàn họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có ông Lường Văn Bình và bà Liềm Thị Muôn Ả là sao thân phù báu của chú rể đẹp trai Đức Mạnh sẽ cùng nhau di chuyển bên sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà gái có ông Lò Văn Âm và bà Lò Thị Phương là thân sinh phù mẫu của cô dâu Mai Sương cũng sẽ di chuyển lên sân khấu và đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin trân trọng kính mời. Cũng đang rất là tò mò muốn biết rằng cô dâu của chúng ta đến từ đâu đúng không ạ? Và xin được thông tin với toàn thể quý vị, cô dâu xinh đẹp Mai Sương của chúng ta thì sinh ra và lớn lên tại quê hương Điện Biên ạ. Vậy là những nhân vật quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa để thay cho tấm chân tình gửi tới toàn thể quý vị, xin mời cô dâu chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình sẽ cùng cúi đầu một cái thật sâu để gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan khách đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và thật đúng là hoa hết cười và ngày vui tới, và đó cũng chính là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ tìm về nơi tổ ấm,
và thế là niềm vui san sắc đợi chờ, ngày vui mong đợi bây giờ là đây. Và thật đúng là yêu và lấy được người mình yêu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao cho con người chúng ta, đúng không ạ? Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình và đặc biệt là sự nhất trí đồng tình cao của đôi bạn trẻ, hai bên gia đình đã cùng nhau thống nhất để lựa chọn ngày hôm nay đây là ngày lành tháng tốt để cùng nhau tổ chức chương trình lễ thành hôn chào năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay đây là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 18 tháng 12 năm 2023, tức là ngày 6 tháng 11 năm Quý Mão, đúng là. Và trước sự chứng kiến toàn thể quý vị, quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày nay, Kim Dung ơi, chúng ta cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Đức Mạnh, cô dâu Mai Sương. Cô dâu Mai Sương, chú rể Đức Mạnh xin phép chính thức được bắt đầu. Cùng nhau đổ ra đi chào một tên lễ thành hôn nào anh chị em ơi. Xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cười thật tươi lên nha. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vỗ tay một lần nữa đây, chúc mừng cho gia đình của chúng ta được không nào anh chị em ơi. Xin mời kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã nên vợ thành chồng, đều duyên đôi lứa đẹp lòng mẹ cha, đẹp cho tình cảm hai nhà, đẹp cho đôi ta mặn mà thủy chung, đẹp cho ngày tháng tương phùng, mà đẹp cho làng xóm đến cùng chung vui. Dạ vâng, hôm nay đây đón dâu hiền dễ thảo vui lòng mẹ, công thành danh toại đẹp lòng cha. Một lần nữa xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thì thờ mẹ kính cha, cho đàn chữ hiếu mới là đạo con đúng không ạ? Và trong ngày vui trọng đại hạnh phúc ngày hôm nay thì đại gia đình hai bên của chúng ta cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai con của mình trong buổi trưa hôm nay. Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ chú rể Đức Mạnh ạ, sẽ gửi tặng cho hai con của mình những ngày vui trọng đại hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quà để gửi tặng hai con của mình trong ngày vui ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời ạ. Sự vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông hương đầy tình mẹ, mây trôi lồng lộng không phủ kín công cha, tận tạo sớm mong nơi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cho che chở đời con đúng ạ. Xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ hai bên sẽ gửi tặng cho hai con của mình những ngày vui trọng đại hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và quả đúng thật là công cha thì cao tận bằng trời, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọn ngành nghe con. Làm sao đạo nghĩa vuông tròn, thảo thơm khi cha mẹ vẫn còn nơi đây. Cùng nhau vun đắp dựng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Dạ vâng ạ, và để tiếp nối chương trình sau món quà của bố mẹ hai bên, và ngay giây phút ở đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình chị Thanh và gia đình chị Trinh ạ, cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai em của mình nhân là vui trọng đại hạnh phúc hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Cả lễ màn phòng phụ xuống đồng xuống nam mít và tổ bầu liệm lưu tàu hở nhớ sùng dao khai đỉ phụ huế bên bằng xã lệ phẩm phụ cha bàn phụ huế bên làn xã lệ làn phụ bò phát yên hủ hảo hoàn bên đất pin ong nữ diện xếp bờ sờ xếp ngọt dễ sang lầy cây sang pin bên đất pin ong chu phủ lại cô nấu nữ. Vâng ạ, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Và để tiếp nối chương trình sau món quà của gia đình chị Thanh và gia đình chị Trinh, cũng xin được trân trọng kính mời gia đình cầu mợ Tiến Sơ, gia đình mợ Giúp
cũng như là gia đình chú Hồng Oanh ạ. Chúng ta sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai con, hai cháu của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau di chuyển với lên sân khấu tình yêu để gửi tặng những món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất cho đôi bạn trẻ của chúng ta đây ạ. Trân trọng kính mời. Và sau những phần quà của gia đình cậu Mợ Tiến Sơ, gia đình Mợ Giúp và gia đình chú Hồng Oanh, xin trân trọng kính mời gia đình chú Khoan Hồng cũng như là gia đình ông bà Hồng Mai là bố mẹ nuôi của cô dâu chú rể cũng sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu cùng với phần quà của mình để gửi gắm tới cô dâu chú rể trong ngày vui trọng đại này ạ. Trân trọng kính mời. Chúng ta chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc nhất của đời bạn trẻ của chúng ta. Và cũng xin được trân trọng kính mời cameraman Lào Văn Kiểm có kênh YouTuber là Thuần Châu quê tôi sẽ sẵn sàng ghi lại những ảnh hạnh phúc nhất từ đại gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Chiêm tinh lại Pome Pinong chiêm té bầu ba xú chiêm té phú chiên ma cho mặt tòn trồng bờ gương cánh lại răng mi tên phải lại tòn khích pe lại lùa gương mi tủ lại tầng hóc xì thần lành mi tên ngân lách té bằng hắn ngân ván té bằng tay ngân chỉ ăn bờ mằn ngân băn ăn bờ hỏi ngân nổi ăn bờ xích bờ sao men báo số bảy số mê vai cầm men cứ vào ăn té té trâu từ nọ có mắc tay bản mương mi lại luông bành tiến cho mặt tòn trồng bờ mi tên bèn mưa căng lại phông thắp có bồng lại bìa thẻ tiết kiệm mức phá ngân hăng thế nỉ xóm ơi ải tà em nay các bạn ba mẹ pin ông bản khố ngao căng trứng lê đó ở tận tâm mức sự lượng thương xin báo ba mẹ pin ông ơi. Dạ vâng ạ, mọi người xin được rất thành cảm ơn những tràng vỗ tay nhiệt tình toàn thể quý vị để cùng nhau tạo ra một bầu không khí tuyệt vời ấm cúng để cùng nhau chúc một hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ của chúng ta đúng không ạ. Và để tiếp nối chương trình ngay giây phút ở đây, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời di chuyển bước lên sân khấu đó chính là chị Thanh cũng như là chị Minh ạ. Chúng ta sẽ có những món quà để gửi tặng cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Được trao bởi chị gái của cô dâu là chị Thanh và chị Minh ạ. Và tiếp theo xin mời di chuyển lên sân khấu chị Hoa và chị Hợi cũng sẽ có những phần quà để gửi gắm tới cô dâu chú rể trong ngày vui ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời. Và quả đúng thật là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi sâu, công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên, mong sao cho hai con được đền đáp xứng đáng rể thảo đẹp tên dâu hiền. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và thật đúng là ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau khoác lên cho mình những bộ trang phục thật là đẹp nhất và thật là lộng lẫy nhất đúng không ạ. Và trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay thì đại gia đình yêu thương của chúng ta cũng có những món quà để gửi tặng cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay mặt cho cô dâu chú rể xin được chân thành cảm ơn món quà của đại gia đình chúng ta rất là nhiều. Chúng con, chúng em xin đứa sẽ thật là hạnh phúc. Dạ vâng ạ, và sau món quà của gia đình chị Minh, gia đình chị Hoa và gia đình chị Hợi, ngay giây phút ở đây, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu gia đình dì Tinh và gia đình dì Tỉnh của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển bước lên sân khấu để gửi tặng những món quà thật là ý nghĩa nhất của mình cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Xin được trân trọng kính mời. Và để gửi gắm tới hai con, hai cháu của mình, và một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu chú rể, chúng con, chúng em xin được cảm ơn những tình cảm hết sức tuyệt vời của gia đình. Vâng ạ, và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những món quà của đại gia đình chúng ta rất là nhiều. Và món quà tuyệt vời nhất đó chính là sự có mặt đông đủ toàn thể quý vị. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ đức mạnh và mai xương của chúng ta đúng không ạ. Chính vì thế ngay giây phút ở đây, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau
tôi thưởng cho mình bằng một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không nào, Pì Nòng ơi. Sao lại gian tất lại Pì Nòng chủ phủ lại con. Và ngay giây phút ở đây để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau tiếp tục tiến về phía bàn tiệc rượu để cùng nhau mở nắp chai rượu sâm panh và rót tràn tháp ly rượu. Trân trọng kính mời mạnh tình yêu của mình, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai Đức Mạnh sẽ mở nắp chai rượu sâm panh đầu tiên ra và cùng với cô dâu xinh đẹp Mai Sương của mình rót tràn tháp ly rượu trước sự chứng kiến toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể sẽ lắc thật mạnh đây ạ. Lắc thật mạnh và hướng chai xuống phía bên dưới đây ạ. Vâng ạ, hơi khó khăn một tí đúng không ạ? Rất tuyệt vời, và như vậy là nắp thật rượu sâm panh cũng đã được mở ra rồi. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ tay trong tay đi nào. Chúng ta sẽ tay trong tay. Sập luôn nguồn điện đúng không ạ? Vâng, đoàn thể quý vị chúng ta sẽ thông cảm cho ban tổ chức và gia đình quý vị nha. Trân trọng kính mời đoàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trở lại với chương trình nha. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiếp tục chai rượu sâm panh thứ hai nha. Vâng, trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiếp tục rót tràn tháp ly rượu nha. Và chai rượu sâm panh thứ hai sau khi rót tràn tháp ly rượu, trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiếp tục rót vào những chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn để có những ly rượu hiếu rượu tình của mình dâng lên bố mẹ, như để mời tất cả thì quý vị quan khách quý của chúng ta trong ngày hôm nay đã xin được trân trọng kính mời. Và đúng thật là chữ trung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và sau khi rót trong, xin mời hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Chú rể thì mời bố mẹ vợ, còn cô dâu thì sẽ mời bố mẹ chồng. Và sau đây những ly rượu hiếu thảo xin được dâng lên đấng sinh thành. Xin mời hai ông và hai bà sẽ cùng nhận lại những tình cảm của hai con ạ. Vâng ạ, và sau khi dâng những ly rượu hiếu rượu tình của mình lên bố mẹ rồi, ngay giây phút ở đây cũng xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cầm cho nhau mỗi người một ly rượu đi ạ. Và trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau chạm ly nhau đi ạ. Chạm ly nhau và hướng ly xuống phía bên dưới để cùng nhau mời rượu toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa thầy thân mến, và ngày hôm nay đây toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau trở về đây là cùng chung một lý do để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta đúng không ạ? Chính vì thế thì ngay giây phút này đây, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình nào anh chị em ơi, sẽ cùng nhau nâng chén rượu của mình lên thật cao và đồng thanh hô cùng với ban tổ chức 1 2 3 rô 2 3 rô 2 3 chúc mừng hạnh phúc cho quý vị nha. Xin mời toàn thể quý vị đi ạ. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng rót thật đầy những ly rượu của mình đi ạ. Và ly này 100% là rượu được không quý vị ơi? Nếu mà nước ngọt là em lo là rô sẽ không được to đâu đó. Dạ vâng ạ. Và toàn thể quý vị chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc rô này chưa? Cả nhà mình ơi! 1, 2, 3 rô! 2, 3 rô! 2, 3 chúc mừng hạnh phúc hảo hoàn với đứa Pì Nòng chung phủ lại cô đơn đơn. Vâng ạ, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau uống cạn chén rượu này để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời, xin được trân trọng kính mời gia đình ông Sáng bà Hội, gia đình ông Tiến bà Sơ, cũng như là gia đình Bờ Giúp và gia đình bà Đà Tạ, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu để nhận được món quà sính lễ của đại gia đình chúng ta trong buổi trưa hôm nay ạ. Trân trọng kính mời.
trân trọng kính mời gia đình bà Huynh và gia đình bà Lún ạ. Chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu đây ạ, để nhận những món quà yêu thương của đại gia đình nhà trai và nhà gái của chúng ta trong buổi trưa ngày nay ạ. Trân trọng kính mời. Trưa ngày hôm nay xin trân trọng. Vâng ơi, lại có một món quà rất tuyệt vời của một anh trai vừa gửi tặng tới cô giáo chú rể của chúng ta trong buổi trưa hôm nay ạ. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn anh trai rất là nhiều và có những bông hoa tuyệt vời nhất để gửi tặng cho đôi bạn trẻ để chúc mừng hạnh phúc trong buổi trưa hôm nay ạ. Và xin được trân trọng kính mời gia đình bà Hinh ạ. Gia đình bà Hinh có đang ở trên sân khấu không ạ? Xin mời anh sẽ nhận là tình cảm của đại gia đình yêu thương của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Vâng ạ, ban tổ chức xin được thông qua danh sách nhận quà trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời các gia đình có tên trong danh sách. Chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để đón nhận tình cảm của cô dâu mang từ Điện Biên trở về đây ạ. Xin mời gia đình ông Sáng, bà Hội, gia đình ông Tiến, bà Sau, gia đình Mợ Giúp, gia đình bà Nạt, gia đình bà Lanh, gia đình bà Khu, gia đình ông Pháo, gia đình ông Thời, bà Thương. Và xin mời gia đình bà Đôi, bà Yạc ạ. Vâng ạ, và cũng xin được trân trọng kính mời gia đình ông Trom, gia đình ông Mớ, gia đình bà Biên, cũng như là gia đình bà Lún và bà Hinh, cũng như là gia đình ông Phin, gia đình ông Cần và gia đình bà Đoàn, cũng như là gia đình bà Lả, cũng như là gia đình bà Ban và gia đình ông Muôn ạ. Và xin kính mời gia đình ông Mai, gia đình bác Quyết, gia đình bà Oanh, gia đình chị Thanh, gia đình chị Trinh, gia đình Thím Thủy và gia đình bà Tướng, gia đình bà Hoa và bố mình mẹ Muôn ạ. Xin mời các ông các bà có tên trong danh sách sẽ di chuyển lên sân khấu để đón nhận những tình cảm hết sức tuyệt vời được gửi gắm bởi cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay thì đại gia đình yêu thương của chúng ta cũng đã chuẩn bị 32 món quà xính lễ ạ, để gửi tặng cho các ông các bà họ hàng cô bác gần xa gần của gia đình hai bên của chúng ta đâu ạ. Và một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình ông Sáng, bà Hội, gia đình ông Tiến, bà Sơ, gia đình Mợ Giúp, gia đình bà Nạt, gia đình bà Lanh, cũng như là gia đình bà Cô, gia đình ông Pháo, gia đình ông Thời, gia đình bà Thương, gia đình ông bà Đôi, gia đình bà Yệt, cũng như là gia đình ông Trong, gia đình ông Mớ, gia đình bà Biên, gia đình bà Lún và gia đình bà Hinh, cũng như là gia đình ông Phiên, gia đình ông Cần, gia đình bà Đoàn và gia đình bà Lả, cũng như là gia đình bà Ban, gia đình ông Muôn, gia đình ông Mai, gia đình bác Quyết và gia đình bà Oanh, gia đình chị Thanh, gia đình chị Trinh, gia đình Thím Thủy và gia đình bà Tướng, gia đình bà Hoa, gia đình bố Bình và cuối cùng là gia đình mẹ Muôn ạ. Các bác có tên danh sách nhận những món quà của đại gia đình. Chân thành kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ di chuyển bước lên sân khấu để nhận những món quà xính lễ của gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ngồi thư thái thoải mái dùng cơm uống rượu ạ. Và ngày nay toàn thể quý vị chúng ta đã trở về đây rồi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta không ai được vội về đâu nha quý vị nha. Say rồi cũng chưa về, một giây lát rồi chúng ta say rồi, chúng ta sẽ lên sân khấu để hát, để nhảy, để múa, để cùng nhau chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị nha. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị.
lễ của gia đình ngày hôm nay rất tuyệt vời, với những cái bộ khăn piêu và những bộ trang phục tuyệt vời nhất mà đại gia đình yêu thương đã gửi tới toàn thể các ông, các bà, cô chú, anh chị và những người anh, người chị của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Và